Anh mới thật sự anh cứ bỏ bê. Nhưng mà vừa thấy anh cũng như anh em chia sẻ bỏ bê. Không, anh nói thật. Tại sao lại? 5 tháng nay em, em nói thật nhá. Anh mang về thì nó bận quá. Đấy, anh nói thật sự bây giờ mà để làm được các cái bông tay như này, anh không có thời gian để được. Và cái thứ hai cũng không bằng những cái lớp trẻ. Vâng. Anh có nhờ nghệ nhân chuyên làm cái bông tay chỉ được vẽ cho anh như này cho nó nổ mầm ra thôi. Còn đúng ra là anh từ lúc mang về anh ít quan tâm. Thực sự em đi cũng khá nhiều và tìm hiểu khá sâu về xanh si. Bản thân giai đoạn vừa rồi đây thị trường cũng đang quay trở lại với rất nhiều những cây xanh quê. Nhưng mà trước mắt em đây thì phải nói là một cái hình khối, một cái bộ bẹ nó bẹt đan. Em nghĩ rằng nếu không phải là thời gian thì ngoài cái thời gian ra thì mình chưa bàn đến nữa, nhưng mà cái hình thù của cái của viên đá nó trăng đúng không, cái cốt bệ phải nói luôn. Lúc anh lấy ấy, thực ra thì anh thích cái đầu tiên, và nếu như mà thực tế là chủ nhân có nói với anh là em có một cây xanh, nhưng nếu nói để cho anh gọi là có cảm xúc thì anh nói là có một cây xanh bệ nó như là một xỉ sắt ấy, và thế cái bài gửi cho anh. Khi nó gửi cho anh cả một cái cây ở đó hay thế, nhưng mà khi anh bay vào thì đúng là cảm nhận của anh như thế thôi. Mình thấy là một trong những cái đồ chơi mà nó cũng là được sở hữu của cây em thì tứ diện kinh điển. Anh em gặp nhau thì nó nhanh. Anh thì xanh thì anh chia sẻ rất nhiều là yêu cây thì chủ đề, nhưng mà gần đây thì mình làm thương mại cùng nhiều, cũng đưa những cái văn hóa của du nhập trao đổi chia sẻ. Nhưng mà gặp những cây như thế này thì em là những người không có hết, không có cái làm kỹ thuật chăm sóc như là đánh giá nhận xét, cho nên là rất là quý và vô tình hôm nay gặp em ở đây thì nói thì có khi người ta không tin. Đúng không? Đây là cũng rất cảm ơn em là nhận xét về cái cây này là theo cái tư duy của em. Còn ở nhà thì nhất mẹ nhiều con. Đúng rồi. Ra ngoài đấy, sau này nếu như nó còn ở với anh thì anh sẽ mang đi chơi. Nhiều cũng nhiều năm anh mang đi thủ và thủ. Nhưng nói về xanh thì những cái tác phẩm anh mang đi một là nó phải đạt tiêu chí theo cái tôn chỉ của những ban giám khảo hiện nay, ví dụ cổ từ Mỹ Văn. Tên tác phẩm này thì anh chưa đặt, anh chưa đặt tên tác phẩm. Còn anh có thể từ bé từ năm 2000 nhiều tác phẩm, mấy đặt nghìn tác phẩm anh em nhờ. Nhưng mà từ xưa đến nay anh Nành đã bao giờ sở hữu cho mình một cây xanh có được cái tục như cái bộ bệnh? Chưa. Em nói thật là em đi khá nhiều. Rất nhiều, thậm chí những cây cổ, những cây làng nghề. Thì chắc anh cũng là một trong những người làm truyền thông khá lâu rồi. Thì anh, tức là thay vì mình nói về cái sản phẩm của mình đúng không? Đúng rồi. Thì mình cứ để cho anh giả, em cũng như là giao ra triển lãm, những người tham gia những cái triển lãm. Còn cá nhân em đánh giá nhé, cái bộ bệ đạt như cái cảnh giới này không nhỉ? Không có, anh cũng thấy là nó rất chưa ít. Nếu có tức là cái hình khối cả của cái bệ nhá, cái chứ tròn rồi. Tròn nếu mà cái lấm tròn thì nhỉ? Có những cái cây mà anh nhưng nhìn thấy được cái hình khối như có những cây rất đẹp nhiều tiền nhưng nó chỉ được một mảng thôi, đúng rồi anh, chứ nó không bao giờ được cả một cái cây xanh. Đây là cây xanh quê mà em biết nó như thế này thì anh nói thật, nhưng mà nói gì thì nói nó phải thực tế đấy, không nắm thì thôi.
Nhưng nếu mà đã nhìn cây xanh quê mà nó như thế này thì anh nói thật sự cũng nhiều người cũng muốn được chiêm ngưỡng. Nhưng mà anh thì chưa bao giờ anh nói cây nó là thế nào, cây của anh hay cây của ai em người. Như cái vừa anh cũng chia sẻ gần như anh chuyên tổng đúng không? Nhưng mà các sản phẩm em cũng theo dõi của anh gần như chưa bao giờ anh nói đến tiền về những cái mà anh đang theo đuổi chuyên môn. Thì nhưng mà hôm nay em gặp một cây xanh này đây, đó là cuộc quyền sản xuất của anh hiện tại. Nhưng mà em nói thật là trên thị trường ấy, sắp tới em biết rằng thị trường đợt này xanh quê anh em cũng đang sưu tầm, cũng đang nhìn nhận ra cái vấn đề anh này ạ. Chứ không phải là anh chỉ chia sẻ như này, tất nhiên là một người làm này đã tìm hiểu rất sâu. Nếu như một cây xanh năm liền có thể anh em triển khai và tạo tác trong một thời gian 3 đến 5 năm, nó có thể lên được hình khối dáng thế bóng ghép vân vân, cái đó tốt không sao, đốt cháy giai đoạn. Nhưng nếu như 30 năm sau cái cây lam điền đấy nó còn được như ngày hôm nay về cái bố cục được hay không nhé, không có. Nhưng anh khẳng định cây xanh quê này không bao giờ dưới 75 tuổi, anh không nói là 300 năm, 75 thôi. Cho tự khán giả tự tìm hiểu đúng không? Chỉ ở thị trường đúng không? Còn anh em chơi cây ấy, một cái cây mà trồng dưới đất 35 ấy, nó to ba người ôm là có. Đúng rồi anh. Nhưng mà một cây cũng để trên chậu 30 năm sau nó có thể vẫn thế. Đừng nói là một cái cây mà đặc biệt thả này, đặc biệt là cây ngâm nước như thế này thì không, anh biết em tuổi tự đánh giá thôi, chứ còn thì, còn nó quý hay không thì với anh ấy, anh không đưa ra cái câu chuyện là quý hay không quý. Đây là sản phẩm của tôi đang sở hữu. Rất nhiều người bảo ông anh mới gã đầu bạc chỉ mõm thôi, để đi cứ làm clip thôi. Tất cả ở đây là anh đã từng, đây mới chỉ được 1/10. Mà tại sao anh phải làm lại một cái vườn trước khi anh mang hết cái về đây làm một chỗ chơi. Còn kinh doanh của anh thì kinh doanh việc khác. Nhưng anh có một cái đặc biệt, anh mua cái cây này ngày hôm nay, nhưng ngày mai anh em thích có thể ok, nhưng mà phải là ai, chứ không phải là tiền nhá. Không phải là ông cứ nhiều tiền mà đến đây mua được của tôi, chưa chắc tôi đã bán. Nhưng mà anh em cảm thấy quý không? Quý cái cây giao lưu trong này anh dựng đây, những cái cây đây, ví dụ ra đây là cây đang biển anh cũng mua của một anh em trong kia. Chủ sở hữu của cái cây này cũng chơi nước như thế này 40 năm, mang từ Nam Định vào trong kia 40 năm mà mới được một bộ bể thế này. Đây đây, 45 ngâm nước em nhìn đây. Nó méo mó, nó không có một cái gì cả. Đây 40 năm. Nhưng về bản chất cái thời gian đó các cụ người ta làm nó chỉ có thế này thôi. Vâng. Nó không có, nhưng mà đến bây giờ ấy, anh cũng đánh giá rất cao. Vâng. Bởi vì nó đã lên được cái chất đồng này rồi. Anh mua không sai ở chợ. Vì quý anh là người ta để cho anh là 50 triệu. À. Anh nói thật là cái bạn đấy ở trong miền Nam, đi ra ngoài này thì cũng biết anh trên mạng thôi. À. Anh em cũng đang đông đông xem như này. Trong đó có cả anh Hùng Siết. À. Nhưng mà em không bán, 70 triệu em không bán, anh em muốn giao lưu với đã đầu bạc 50 triệu. À. Sau rồi cứ quay lại cộng 100, cộng 200. Bảo thế anh mua về chơi hay mua về đá. Thế anh kiếm thôi. Đây là chính cái cây này. Anh mua cái chậu này thì anh thì không sành về chậu. Cây này vứt dưới đất cũng mấy triệu view của anh. Cây đẹp thế này vứt dưới đất. Đất anh mua chậu này 25 triệu ở trong hàng đấy. Không cần biết kẹp hay không, như là chậu hầu. Đúng không? Và vẫn cứ muốn thì hay một cái chậu khác. Anh mua thế nào cũng kể. Nhưng mà tao biết. Mà em thấy như người ta sở hữu trước mà 45 năm mới được thế này. 45 năm đấy em ạ, người ta còn sống nữa. Trong khi những cây xanh quê như thế kia thì ngầu lắm. Em ở xã em nhé, có một cái gia đình ngày xưa cũng nho đấy. Bây giờ vẫn còn một cái bể nước mà rông khoảng. Nghe con cháu ngày xưa nói ạ, nó khoảng 120 năm. Mà gần như nó không còn cái gì đâu.
nó ngoài cái vấn đề này. Đây là một cây cổ được rèn giũa chứ không phải là quang hóa, nó cứ thế này ở trong cái chậu đấy thôi chứ không phải là nhiều anh em ở đang đặt một cái chậu vừa rồi anh phải vào tầm coi như thế nào kiếm một cái chậu. Anh vừa rồi anh vào tầm trong chỗ Hà Tĩnh là vào chỗ thằng cô em nghe là vua trọng hạt trọng trọng hầu ấy không chơi xem sim và chưa sở hữu nhiều đồ quý nha. Rất nhiều đấy. Ba chắc là...